đây là quý vị Phật tử có đề cập tới tịnh độ, mật tông và tu thiền, thì Phật tử nói là pháp môn nào cao siêu, và có ý nữa nói là ở Đức Phật Tỳ Lô Giá Na bên mật tông thường hay thờ, và Đức Phật A Di Đà bên tịnh độ tông thường hay thờ, là ở cõi khác được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta ở Ta Bà biết, nó có phải như vậy không? Và trong các cái pháp thiền tông, mật tông, tịnh độ tông thì pháp nào là pháp cao siêu? Và quý vị có hỏi nữa là tại sao mật tông ở Việt Nam ít thấy được dạy và mở khóa tu mật tông? Quý vị, thì ở đây thì thầy trả lời cái câu hỏi cái ý sao chứ là tại sao là Việt Nam ít thấy khóa tu mật tông, ít các cái lớp dạy về mật tông. Nói chung là thứ nhất là cái duyên, mỗi cái quốc độ, mỗi nơi là có cái duyên. Và mật tông thì truyền bá sang Việt Nam sau, tức là sau cùng hơn hết. Và thiền và tịnh độ thì truyền bá vào Việt Nam thì từ những buổi sơ khai đầu tiên khi Phật giáo truyền vào Việt Nam thì đã có. Nhưng mật tông thì sau này phát triển mạnh ở Tây Tạng, nó truyền bá qua các nước, thì đến Việt Nam thì rất là chậm, tức là hơn các cái pháp khác. Với hơn nữa, cái căn cơ của người Việt hoặc giả là cái duyên của người Việt với thiền, với tịnh nhiều hơn, cho nên là chúng ta thấy ít có đạo tràng mật tông, cũng như là dạy cái pháp mật tông và tu theo cái tông phái mật tông thì là ít hơn chúng ta thấy thiền và tịnh độ. Như vậy thì quý vị là hỏi rằng Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu chứ không phải là ở Ta Bà mình, phải không? Thì là đúng rồi, tức là hai vị này không phải là ở cõi Ta Bà của mình mà ở cõi khác. Mình biết được hai vị Phật này là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu lại mà thôi. Còn ở Ta Bà mình chỉ có một vị Phật thôi, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn các vị Phật ở cõi khác thì đều do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu mà chúng ta biết, chứ chúng ta không có đủ trình độ nhận biết ở các cái cảnh giới khác, nhất là đối với các Phật ở quá khứ và các Phật ở nơi các cảnh giới Phật quốc độ, Phật lập quốc độ. Ví dụ như Đông Phương, Tây Phương là vân vân thì chúng ta không biết tới được đâu, mà do Đức Phật Thích Ca Ngài giới thiệu chúng ta biết mà thôi. Cho nên á, thường á thì người ta nói là tu cái pháp thiền, tịnh, mật, người ta còn gọi là pháp môn. Mà pháp môn tức là cái cánh cửa mở ra cái môn á, pháp là pháp Phật, một phương pháp, môn là cánh cửa, cánh cửa để mở khai trí tuệ, thì đó được gọi là cái pháp môn. Thì thường á chúng ta thấy á, tu thiền và tu tịnh rồi ít thấy tu mật. Thì quý vị hỏi cái pháp nào cao siêu ở đây á, thì thầy cũng không biết cao siêu là cái gì. Chắc ý quý vị Phật tử hỏi là pháp nào là pháp mình tu đắc cao nhất, chắc có lẽ là như vậy. Hay là pháp nào pháp dễ tu nhất, ở đây quý vị hỏi là cái pháp nào trong tu thiền, tu tịnh, tu mật thì cái pháp nào là pháp cao siêu. Thầy nói với quý vị luôn ở đây, ở trong giáo pháp nhà Phật á, không có pháp nào là pháp không cao siêu cả. Pháp nào Đức Phật dạy đó là pháp cao siêu. Tại vì tất cả các pháp Phật dạy đều đưa chúng sanh đi đến giải thoát giác ngộ hết đó. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại đưa ra nhiều cái phương pháp khác nhau? Là tại vì chúng sanh có nhiều cái căn cơ khác nhau. Ví dụ như người này á có thể đi bộ được thôi chứ không có biết chạy xe. Thì bây giờ á mình chỉ cho người ta chạy xe thì người ta đâu biết đường chạy.
Một người á, chỉ lái tàu lái thuyền thôi à, mình chỉ người ta lái tàu lái thuyền á, thì người ta biết à, người ta không thể chạy xe. Rồi à, mỗi một người á, chỉ có chạy xe thôi chứ đi bộ đi không nổi và cũng không biết lái tàu. Cho nên Đức Phật dạy cho cách chạy xe. Cái quan trọng là đi đến đích, tức là cái đoạn đường mình phải vượt qua. Thì cái đoạn đường nào mình phải vượt qua, bao dai, bao dài à, bao nhiêu, cần những phương tiện gì, thì cái phương tiện đó là do nó phù hợp với người đi. Ví dụ như á, chúng ta đi ở đây à, đi ra ngoài miền Bắc đi, thì chúng ta có thể đi nhiều phương tiện khác nhau vì nhiều lý do khác nhau. Lý do thuận tiện nè, lý do giá cả nè, đó à, lý do an toàn nè. Ví dụ như thuận tiện nghĩa là sao? Ví dụ như ở nhà mình kế bên bến xe lửa, mình ra cái tới vậy, nhưng mà nó rất là xa sân bay. Nếu đi tới sân bay á, là phải đi mấy tiếng đồng hồ, còn đi tới xe lửa đâu đi có nói mấy phút tới rồi. À, thuận tiện ta đi luôn. Ví dụ như đó, hoặc là về tài chánh tiền. Ví dụ như đi xe đò, đi tới Bắc á, thì chỉ có 2 triệu. Nhưng mà đi máy bay á, 4 triệu. Ví dụ như đó, vì lý do là tài chánh nên người ta chọn cái nào nó phù hợp với mình để người ta đi. Thì cái này cũng vậy. Pháp môn là cái phương pháp, là cái cách thức mà Đức Phật dạy để chúng ta tu tập à, để chuyển phàm sang thánh, để đoạn trừ phiền não, để tận diệt vô minh, để từ đau khổ sang an vui à, từ sanh tử luân hồi cho đến bất sanh bất tử, từ một cái vị phàm phu sang thánh nhân, từ vị chưa giác ngộ cho nên giác ngộ. Đó là pháp của Phật. Thì pháp của Phật rất là nhiều. Vậy thì mình tu pháp nào là nó phù hợp với mình, pháp nào có duyên với mình là pháp đó phù hợp với mình. Còn pháp cao siêu nhất là pháp mà mình tu chứng đắc trên pháp đó, thì pháp đó là pháp cao siêu vậy thôi, dầu cho bất kỳ là pháp nào. Cho nên đó, quý vị đừng có bao giờ nói á, là cái pháp này á, là cao hơn nè, cái pháp kia là thấp nè, pháp này là dành cho người nghèo nè, pháp kia dành cho người giàu nè, pháp này là dành cho người học rộng hiểu cao nè, cái pháp này dành cho những người là ít học nè, vân vân. Thực ra pháp dành cho căn cơ chứ không phải pháp dành cho lứa tuổi học vấn khôn hay ngu, mà pháp dành cho căn cơ của mỗi người khác nhau. Chứ không phải là ví dụ như mình nói là cái người già thì tu tịnh độ, còn người có học tu thiền. Ví dụ như cũng không đúng, thầy thấy có nhiều người có học cao tiến sĩ người ta cũng niệm Phật à. Còn có nhiều người á là già chín mấy tuổi rồi ngồi thiền quá trời quá đất, trong đạo tràng thiền mình á, nó cũng chưa hẳn, chưa chắc á. Do đó là cũng nhân duyên tùy duyên đó. Cho nên pháp Phật, pháp nào do Đức Phật thiết đều là chánh pháp hết á, mà chánh pháp là cao siêu hết. Tại vì pháp có khả năng là đưa con người đi đến giải thoát giác ngộ đó. Cho nên đó là pháp thấy để mà đến mà pháp á, là thiết thực, là hiện tại, có khả năng cứu khổ tất cả muôn vạn loại chúng sanh. Nếu chúng sanh đó có học pháp, tư duy pháp và hành pháp, thì pháp đó sẽ làm lợi ích cho chính bản thân mình và làm lợi ích cho tất cả mọi người xung quanh. Do đó mà người nào hiểu thấu một pháp, thực hành lại miên mật cái pháp đó, thì pháp đó trở nên là pháp cao siêu. Cho nên thầy nói một lần nữa là pháp nhà Phật không có pháp nào cao siêu và không có pháp nào không cao siêu. Tại vì pháp Phật thiết là pháp cao siêu hết. Tại Đức Phật là bậc trí tuệ nên Ngài thiết ra pháp nào thì pháp đó đều dẫn con người đi đến đoạn diệt sanh tử luân hồi. Như vậy thì thôi, Đức Phật thiết chi nhiều pháp vậy, thiết một loại thôi, người ta dễ và cũng dễ truyền bá nữa. Ví dụ như thiết cách thức niệm Phật thôi thì ai cũng học được và dễ truyền bá, truyền có một môn một mà khỏi mở trường đại học gì Phật giáo vậy chân á, tức là dạy nhiều thôi, tại vì pháp nào cũng đi đến giác ngộ giải thoát mà. Nhưng ở đây chúng ta nói pháp nào cũng đi đến giác ngộ giải thoát, nhưng nó phụ thuộc là người ta có duyên với pháp đó hay không. Có duyên với pháp đó thì người ta mới tu được với pháp đó,
không có duyên với pháp đó, không tu được với pháp đó. Bây giờ ví dụ nha, Đức Phật chỉ dạy niệm Phật thôi, thì người nào có duyên với niệm Phật mới tu chứng đắc ở trên đó. Còn không có duyên thì thôi, tất cả người còn lại kể như là đâu có tu được đâu. Ví dụ như Đức Phật dạy về thiền, thì người nào có điều kiện để tu thiền, có duyên với thiền thì người ta tu thiền mới được. Thì những người tu tịnh độ đâu có tu thiền được đâu. Do đó mà Đức Phật phổ rộng quần sanh, không bỏ sót ai có duyên để ở lại phía sau lưng trong cái cuộc đời của bất kỳ chúng sanh nào. Nếu có duyên lành với Phật thì Phật độ tận bằng nhiều cái hình thức khác nhau, bằng nhiều căn cơ khác nhau, và bằng là nhiều cái bài pháp hội khác nhau, và bằng nhiều các cái phương pháp khác nhau để đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác. Cái gốc á là từ chưa ngộ được ngộ, từ là mình ác á là được thiện, từ mình giữ á trở nên hiền, từ là mình đau khổ trở nên an vui, từ chưa giác ngộ trở nên á là giác ngộ. Thì pháp nó có công năng, nó giúp con người được như vậy đó. Ví dụ như có nhiều người học pháp mà sao chưa thấy được an vui, là tại vì người ta chưa thực hành pháp. Có người thực hành pháp sao người ta chưa thấy được an vui, là tại vì người ta có thực hành mà chưa có chứng đắc ở trên giáo pháp đó, thì người ta cũng chưa có được an vui hoàn toàn như cái sự mong đợi, mong muốn của mình. Do đó mà quý vị thấy á, thì thường á là thiền, tịnh, mật là ba cái phương pháp chính mà người ta tạm gọi pháp môn, chứ thực ra là trong thiền có nhiều cái pháp môn của thiền, rồi trong tịnh có nhiều cái pháp của tịnh, trong mật có nhiều cái pháp của pháp môn của mật, chứ không phải là cái pháp môn thiền, pháp môn tịnh, pháp môn mật, mình nói chung vậy thôi. Chứ đạo Phật pháp môn là dựa vào một kinh, rồi là sẽ tu theo cái tinh thần của kinh đấy. Thì đó, thường là đạo Phật pháp môn là vậy đó, tức là một vị tổ dựa vào một cái bài kinh mới lành thành là tôn chỉ lập tông của tông phái đó, và tu theo cái cách thức đó, thì đó chính là cái pháp môn để đi vào của tông phái đó. Sau này mình mới hiểu pháp môn là cánh cửa mở ra pháp, nên nói thiền, tịnh hay mật là các cái pháp môn thì cũng đúng, chứ không có gì sai hết á. Cho nên á, là bây giờ chúng ta làm sao biết chúng ta có duyên với cái pháp nào để mà tu tập đó quý vị. Chúng ta không đủ trình độ để mình nhìn vào tâm mình, không đủ trình độ để người ta quay về quá khứ của mình đã từng tu tập pháp nào. Như vậy bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta thấy thứ nhất mình thích pháp nào, thứ hai mình dễ hiểu pháp nào, thứ ba có người dạy mình pháp đó, thì là mình có duyên rồi đó. Bây giờ ví dụ như cái pháp đó dạy mình xong mình thấy mình không thích, nên mình không có ít thực hành pháp đó lắm, vì pháp đó chưa có duyên của mình đó. Vậy mình chọn cái cách khác đi, để coi thử cái có duyên không. Nếu mà mình thấy thích và có người dạy và có điều kiện để tu, thì cái đó mình có duyên với pháp đó. Chứ không phải mình tu mình lựa vòng. Có những người thử và sai. Thử và sai nghĩa là gì? Mình tu cái kiểu này thử coi nó làm sao. Như có nhiều người ta thử mà thử tu thiền thời gian, cái người ta qua tu tịnh, ta học tịnh, ta tu tịnh, ta qua mật, học mật, tu mật, cái người ta thấy gom lại, ta thấy vậy là thiền phù hợp với người ta nhất, thì người ta chọn đời người ta tu tập theo cái phương pháp thiền. Ví dụ như đó, tức là mình coi cái pháp nào mà mình dễ hiểu, dễ thực hành đối với riêng bản thân mình, thì mình chọn cái pháp đó làm chọn đời để người ta tu tập. Nhưng mà nếu mà chúng ta chọn đời tu tập rồi, cũng đừng cố chấp, tới một thời điểm nào đó mình lại thích ngược lại cái pháp kia, thì mình cũng chuyển qua mình tu, có tu là được. Tại mục đích của tất cả các pháp đều đưa con người từ bờ mê sang bến giác, cái này là kết quả sau cùng của pháp đó. Cho nên nó không sao, quý vị đừng có nghĩ là bữa nay á mình tu tịnh, cái mình nhảy qua thiền cũng như là mình phản bội tịnh. Không quý vị, nhà Phật không có phản bội gì hết trơn á. Mình thấy cái nào hợp lý là mình tu à. Chứ cái đó mình nói là phản bội tịnh qua thiền, hoặc là mình đang ở thiền mình thọ pháp thiền, cái mình qua mình tu tịnh, cái mình nói là mình phản bội lại cái pháp thiền. Hoặc là đang tu mật, cái mình thấy tu thiền mình thích quá, mình qua mình học,
rồi mình thực tập mình tu, cái nó làm phản bội mật tông. Đó không phải, quý vị, đó không phải phản bội, mà là người ta đang tu, thấy cái nào nó phù hợp, cái nào có duyên, cái nào dễ tu, cái nào dễ hiểu, thì là chúng ta tu đối với bản thân mình. Có thể cái pháp này mình thấy dễ mà người ta thấy khó, tại vì căn cơ thôi. Ví dụ người giỏi toán á, một bài toán khó thiệt khó nói dễ. Thầy mỗi lần thầy học ở bên Bách Khoa cũng có một kỳ bị cái ông bạn thầy người Campuchia, ông qua đây ông học du học. Cái bữa đó thi cái môn vật lý thì đối với thầy dễ thiệt, ta cho đề dễ, mà mấy ổng là không được, vì thứ nhất là ngôn ngữ, thứ hai ổng không có khoái môn vật lý đó cho nên ổng đâu có nghiên cứu. Còn là thầy là vì lý do thầy nói dễ là dễ thiệt, thầy thấy thầy giải cái một à nó ra, cho nên cái mấy người khác hỏi đề sao cái thầy nói cũng dễ, nói vậy thôi đó. Trời ơi, mà ổng về ổng giận thầy, giận không nói chuyện luôn á. Ổng là ổng làm không được mà thầy nói dễ, có nghĩa là chê ổng dở, nên ổng mất mặt ổng. Mà đi hai người thầy đi chung ổng, thầy đâu biết ổng làm không được đâu. Ông kia hỏi là bữa nay đề sao, thầy là cũng dễ, nói vậy thôi. Ổng không làm được câu nào hết trơn mà mình nói cũng dễ. Rồi về nhà ông kia hỏi ông này thì ông này cũng nói ổng làm không được. Vậy thì ông kia cũng hỏi là tại sao dễ vậy làm không được. Ông kia hiểu không? Cái này á là chỗ nhân duyên của mọi người, chứ không phải là dở hay. Nhằm khi mình nó giỏi có môn đó không à, mình không giỏi môn khác. Người ta dở môn đó mà người ta giỏi môn khác. Cho nên quý vị là thấy khi mà chúng ta tu và tập cái pháp nào thì là mình hãy học kỹ cái pháp đó rồi hả tu. Học kỹ nghĩa là gì? Mình biết. Ví dụ như đưa cho mình cái cây cưa, đừng có giỏi cưa mà học cái cách vận hành của cây cưa, và mình thực tập cây cưa. Có những người con ta còn tập tháo gáp cây cưa nữa, rồi lúc đó người ta mới vô cưa thiệt. Mỗi lần chùa hòa thượng thầy mới mua cây cưa máy mà cắt cắt củi á, cái ông cư sĩ vô hay lắm, chứ ở này để con thầy, để con chợ dễ ẹt cái gì đâu. Ôi ông nói làm gì, ông cầm cái cưa lên, ông để cái củi, ông đạp cái củi, ông đưa cái é văng cái ngón cái, trời ơi máu nó chảy, rồi bó lại ổng chở bệnh viện, trời ơi máu nó phúng làm tàn không. Cái cưa mới về thì thử vận hành nó đi, mình cầm mình bóp thử coi là nó chạy làm sao, rồi mình cưa thử thôi, đừng có thiệt, thử coi nó ăn gỗ đồ làm sao. Còn đằng này vô đè là vô luôn à, bóp hết ra luôn để é cái thấy văng con ngón cái ra ngoài luôn, tại vì ông lấy cái chân ông đạp mấy cây củi á. Ồ quý vị thấy không? Cho nên á mình á sử dụng cái gì thì mình phải hiểu về nó và thực tập sử dụng nó, rồi mới điêu luyện về nó. Thì pháp môn cũng vậy, pháp môn là một phương tiện để chúng ta khai tâm mở trí, pháp môn là một phương tiện để giúp cho chúng ta đoạn diệt vô minh và phiền não, cho nên mình sử dụng nó. Pháp môn là một phương tiện để mình sử dụng, pháp môn của Phật là để mình sử dụng. Cái quan trọng thứ nhất là mình phải hiểu về nó, thứ hai là biết cách sử dụng nó như thế nào, và sử dụng đi từ từ có kinh nghiệm về nó. Thì cái người nào mà hiểu về nó, biết cách sử dụng và thực hành có kinh nghiệm về đó thì là chúng ta thiện xảo ở pháp môn đó, và mình kết quả trên pháp môn đó thì pháp môn đó trở nên cao thượng. Nó đơn giản là tại vì pháp môn cao thượng là pháp môn biến một người bình thường thành người cao thượng, thì pháp môn đó là trở nên cao thượng vậy thôi. Như vậy thì người có thể dùng mật để đoạn trừ vô minh và phiền não thì mật tông là cao thượng. Người có thể là dùng tịnh độ niệm Phật để đến niệm tam a địa, đi vào chánh định của tâm mình để đoạn diệt vô minh và phiền não thì niệm Phật là cao thượng. Người là dùng thiền quán Vipassana, quán tứ niệm xứ, hoặc là người là dùng thiền Samatha, thiền định để đoạn trừ vô minh và phiền não thì là thiền là cao thượng.
Cho nên đó quý vị nói pháp nào pháp cao thượng thì thầy nói rằng không pháp nào cao thượng. Chỉ có tại pháp nào cũng do Phật thiết, và cái người thực hành mới khẳng định được pháp cao thượng. Cái người thực hành á mới khẳng định pháp cao thượng. Cái pháp cao thượng rất là hay, rất là cao thượng, ông không có thực hành được gì hết trơn là cao thượng vậy. Ông chê cái pháp kia dở mà ta thực hành ta chứng thánh vậy thì cái pháp kia cao thượng hay pháp bệnh cao thượng? Mình hiểu không? Cao thượng là chuyển hóa được một người từ phàm phu sang thánh nhân, ít ra là cũng từ tà kiến sang chánh chi kiến. Do đó mà mình đừng có nghĩ là pháp nào cao siêu. Cho nên có nhiều người á chê kinh này kinh tiểu thừa, kinh kia kinh đại thừa, vân vân, giống hệt như là cao thượng nhưng không cao thượng vậy đó. Ông nói là đại thừa cao siêu quá mà ông tu ông không có đắc được gì hết trơn á. Ví dụ như vậy đó, rồi người ta mà ông cho người ta là tiểu thừa, nhưng mà ta tu người ta chứng đắc, mà chứng đắc ta làm thánh phàm phu. Vậy thì giữa ông thánh phàm phu ai lại ai? Phàm phu với lại thánh nhân, chứ mà ta tu á là ông cho là tiểu thừa mà ta thành thánh, ông ta lại, ông lại người ta. Còn ông cho là đại nhưng mà ông không thành thánh, ông là phàm phu, ông lại người ta là thánh. Như vậy thì cái nào là đại, cái nào là tiểu cũng chẳng qua là quan niệm thôi, chứ không có tiểu, không có đại gì hết trơn á quý vị. Nhà Phật không có tiểu thừa, không có đại thừa, mà chỉ có Nam truyền và Bắc truyền mà thôi. Chỉ có kinh điển gì mà thôi. Tất cả kinh điển nhà Phật đều tu đem đến sự giác ngộ giải thoát giống nhau. Nếu chúng ta áp dụng đúng cái phương châm của Đức Phật dạy thì đem đến sự giải thoát giống nhau. Cho nên ngày nay ở thế giới phẳng, thế giới phẳng nghĩa là công nghệ thông tin đó, thế giới phẳng dùng mạng internet để truyền đạt thông tin trên toàn thế giới, chỉ người ngồi gõ Google cái ra này. Cho nên đó là người ta sẽ biết được những điều này điều kia. Do đó mà người ta không còn quan niệm cái pháp đại thừa hoặc là pháp tiểu thừa nữa, mà chỉ còn tư tưởng đại thừa và tiểu thừa mà thôi, chứ không có pháp đại thừa và tiểu thừa. Còn tư tưởng đại thừa và tiểu thừa như thế nào? Tư tưởng tức là cái tâm hướng đến. Còn pháp là cái để thực hành. Cái thực hành không có đại thừa và tiểu thừa, nhưng mà tư tưởng thì có. Tư tưởng đại thừa, tư tưởng tiểu thừa là có. Bây giờ ví dụ nha, thừa ở trong kinh Pháp Hoa gọi là cái cổ xe, tiểu thừa là chiếc xe nhỏ. Chiếc xe nhỏ dĩ nhiên mình chở người ta, xe là để chở người, chở chúng sanh. Chiếc xe nhỏ chở đâu có nhiêu người đâu, chở 2-3 người đẩy xe rồi. Nhưng mà chiếc xe lớn, thừa là xe đó, xe lớn là đại, xe nhỏ là tiểu. Như vậy là xe lớn là xe đại, chở rất nhiều người. Chở đây nghĩa là gì? Là hóa độ. Cái tâm của mình á muốn hóa độ cho nhiều người, hay là tâm mình chỉ hóa độ một số người tùy duyên thôi, chứ không có rộng độ quần sanh. Cái đây là đang nói tới tư tưởng của tâm lượng, chứ không nói tới pháp môn tu tập. Cho nên tiểu thừa và đại thừa á là ở trong pháp môn không có, mà chỉ có tư tưởng mà thôi. Tư tưởng tức là tâm mình hướng đến á, cái đó là tùy tâm của mỗi người thôi. Có nhiều người ta hướng đến á là ta dùng bổn nguyện để độ hết tất cả chúng sanh. Có nhiều người ta hướng đến tu để cho mình giác ngộ giải thoát tùy duyên mà độ chúng sanh thôi, chứ người ta không phát lên tâm nguyện là độ hết tất cả chúng sanh. Thì cái tư tưởng mà tu để mình giác ngộ và độ cho ít chúng sanh nhân duyên mình thôi đó, đó là tiểu nhỏ hơn là một người có tư tưởng độ rộng tất cả chúng sanh. Thì đó gọi là cái người có tư tưởng lớn. Cho nên tư tưởng lớn, lòng từ bi lớn, lòng từ bi lớn nên gọi là đại bi. Nên mình trì chú á, rồi chú đại bi, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni đó. Đại là lớn, bi là từ bi. Đại bi có nghĩa là người có tâm từ bi lớn. Tâm từ bi lớn là tâm từ bi là thương yêu hết tất cả chúng sanh mọi loài. Từ loài có thân, từ loài có thân, từ loài không thân, từ loài có tâm, từ loài không có tâm. Từ loài có tâm thiện, từ loài có tâm ác, từ loài có tâm cả thiện và ác. Thì lòng từ đều hướng tâm đến thương yêu và tất cả các loài chúng sanh đó. Cho nên đó, quý vị là mới thấy cái pháp cao siêu nhất là chúng ta thiện xảo trong pháp đó, và thực hành
để kết quả chứng đắc ở trong pháp đó, thì pháp đó trở nên đó là pháp cao siêu. Cho nên từ đây về sau quý vị đã hiểu đại thừa không có pháp môn đại thừa tiểu thừa, mà chỉ có tư tưởng đại thừa tiểu thừa mà thôi. Còn pháp môn cao siêu hay không cao siêu, pháp nào cũng do Phật thuyết, mà Phật thuyết là pháp cao siêu hết. Tại vì trí tuệ của Phật, cái thấy biết của Phật đều là cao siêu hết. Nhưng cái quan trọng nhất là người thực hành đó. Cái người thực hành đó hiểu, tinh tấn, siêng năng tu tập, có kết quả ở trong cái pháp đó, thì pháp đó trở nên cao siêu. Cho nên một pháp bình thường mình cho là bình thường, nhưng người ta ứng dụng, người ta tu tập, người ta trở nên thánh, thì pháp đó trở nên cao siêu. Pháp làm cho một người làm thánh có cao siêu không? Cao siêu phải không? Còn bây giờ một pháp mà không làm cho người làm thánh thì có cao siêu không? Vậy là cũng chẳng có cao siêu. Cho nên đó, mình mang tính tương đối mà thôi, chứ không phải mang tính tuyệt đối ở trong đây được. Cho nên là Mật Tông á, thì sau khi làm lễ quán đảnh rồi thọ pháp với một vị thầy, và vị thầy đó là truyền tâm ấn cho để mà tu tập, để khai mở trí tuệ mình, đại loại là vậy. Nhưng mà người Việt của mình á, thì số lượng tu Mật Tông ít lắm, không có nhiều, những người nhân viên, đại nhân viên thôi. Mật Tông á, là phát triển là thời kỳ sau của đại thừa Phật giáo, cho nên đó là Mật Tông là sau cùng, mà sau khi là Phật giáo phát triển. Mật Tông phát triển mạnh ở tại đất nước Tây Tạng, giáp ranh với Trung Hoa, và sau này là truyền bá trên toàn thế giới. Bây giờ ở trên thế giới thì người ta cũng đều là biết đến Mật Tông. Và Tịnh Độ Tông á, thì mạnh nhất là Tịnh Độ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Chứ thực ra Tịnh Độ Tông là các cái tông phái tu tập giảng sanh về cảnh Tịnh Độ, tức là cảnh mười phương chư Phật lập quốc độ. Trong đó có Nam Phương, Bắc Phương, Đông Phương, Tây Phương, Thượng Phương, Hạ Phương, vân vân. Thì đó có cái thế giới phương Tây, thế giới Đức Phật A Di Đà. Sau khi người tu Tịnh Độ qua đời, được Đức Phật A Di Đà dùng tha lực, thần lực phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó cái quả báo không còn già bệnh chết, không còn sầu bi khổ u não, và nơi đó là cả ngày đêm đều tu tập. Thức ăn nơi đó là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Về nơi đó ít nhất có ba loại thần thông, đó là túc mạng thông, thiên nhãn thông và thần túc thông. Ít nhất nha có ba loại thần thông ở cảnh Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc không có già, không có bệnh, không có chết, không có lấy chồng, không có gả vợ, không có làm khổ nhau. Tây Phương Cực Lạc đa phần phát tâm Bồ Tát để giúp đỡ nhau tu tập. Ở Tây Phương Cực Lạc trực tiếp có Đức Phật A Di Đà và vô số các đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ, gia hộ, hướng dẫn cho mình tu tập. Có hai vị Bồ Tát lớn ở cảnh giới của Tây Phương, đó là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Đức Phật A Di Đà thì chúng ta nhận diện là mặt không có y, mà mặc cái áo có cổ. Ta nhận diện, còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là mặc một áo y một mảnh, y quấn. Đức Phật A Di Đà đứng thì thường là cầm một cái tay là đưa xuống để vớt chúng sanh lên, còn tay kia thì tùy cầm pháp khí hay tịnh bình gì đó vân vân. Như một tay đưa xuống hoặc cầm hoa sen, thì một tay đưa xuống để vớt chúng sanh lên, chúng sanh giơ tay lên nắm, cái đó là hình tượng, ngôn ngữ hình tượng thôi. Để Đức Phật A Di Đà. Đại Thế Chí Bồ Tát là thể hiện cho trí tuệ, cho nên tâm trong sạch. Cho nên là thấy Đại Thế Chí cầm một cái nhành hoa sen. Đức Quan Tham Bồ Tát thể hiện cho cứu khổ chúng sanh, cho nên cầm nhành dương liễu và cái tịnh bình.
Quý vị là thấy nhận diện khi mà chúng ta xem cái hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát. Mỗi vị đều có, thứ nhất là các cái pháp khí, thứ hai là y phục, trang phục, thứ ba là thế ngồi hoặc thế đứng, vân vân. Chúng ta sẽ phân biệt được vị đó là vị Bồ Tát nào, vị đó là vị Phật nào. Và cho nên đó là khi mà chúng ta thờ, chúng ta nhìn, người ta không cần để tên đâu, mình cũng biết. Nhưng mà thường á, ở nước mình á, thì người ta ít để, chứ nước ngoài người ta để chân. Ví dụ Phật này, vị Phật nào ta để chữ nhỏ dưới á. Ví dụ như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì người ta dưới ta để là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ví dụ Đức Phật A Di Đà, ta nói là Đức Phật A Di Đà. Thì mình nhìn cái tượng Phật là biết là ta đang thờ Phật nào, và mình nguyện mình vái. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì ít lắm, có chỗ để nhưng có chỗ không. Người ta nghĩ là mình biết hết, cho nên đó là ta không có để. Ví dụ thờ ở ngoài trước, thờ tiêu diện hộ pháp, thì tiêu diện để tiêu diện, hộ pháp để hộ pháp, nhân dân. Hoặc là thờ ngoài sau để chuẩn đề Vương Bồ Tát, thì mình để là chuẩn đề Vương Bồ Tát. Ở nơi nào thờ vị nào trong chùa nhầm khi, ở trong chùa có mấy chục vị, ta thờ từ trước ra tới sau. Rồi các cái vị thần, có những chùa là ta sẽ thờ ở hậu tổ, rồi có thờ hai bên hông chùa theo truyền thống xưa đó, ta thờ tiền hiền hậu hiền vân vân, rồi thờ chư tổ nhiều đời vân vân. Cho nên chúng ta nhìn vô chúng ta khi không biết. Ví dụ như ở tịnh độ á, thì thường thường ta thờ ở bằng tổ sau là tổ Huệ Viễn. Còn Phật giáo chung á, thì người ta thường hay thờ là tổ Bồ Đề Đạt Ma, quải chiếc giày, thì thường hay là thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Do đó mà khi á, mà ta tu tịnh độ á, quý vị, là ta phải về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rồi ta tu tiếp mới đắc đạo. Còn á, mà tu thiền á, thì đi trên luân hồi sanh tử mà đắc đạo trên luân hồi sanh tử. Còn tu tịnh á, là không đi trên luân hồi sanh tử mà về cảnh giới mười phương chư Phật lập quốc độ, rồi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, thì sẽ đắc đạo ở cảnh giới của Tây Phương. Do đó mà có nhiều người nói là tu và thiền thì đắc quả thánh luôn sao tu thiền. Tại vì nó đã nói duyên rồi, hỏi tại sao nữa. Ta không có duyên cho nên ta tu tịnh. Rồi hỏi tại sao tu tịnh dễ đắc về Tây Phương Cực Lạc, sao không tu? Đã nói là duyên rồi, ta đâu có duyên với tịnh đâu mà tu. Cho nên người nào có duyên với pháp nào thì học kỹ cái pháp đó, rồi thọ pháp đó, thực hành cái pháp đó. Cho nên cái người mà tu tịnh độ á, quý vị, có nhiều người là tu tịnh độ là dễ tu, tại vì niệm Phật từ một niệm tới mười niệm, từ một ngày tới bảy ngày, tâm không tán loạn sẽ được Đức Phật phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương sau khi bỏ cái báo thân này ở tại thế gian. Nên đó là dễ tu, chứ thực ra không dễ tu đâu. Ngàn người tu đắc có vài người, giảng sanh có vài người. Hỏi tại sao lại là như vậy á quý vị? Tại vì pháp nào cũng đi đến đoạn diệt phiền não. Mà phiền não á là cái nhân để dẫn đi sanh tử luân hồi, là cái để tạo nghiệp của thân khẩu ý. Cho nên pháp nào cũng phải tịnh chỉ phiền não, nhưng trong đó có pháp tịnh độ. Pháp tịnh độ có tịnh chỉ phiền não, chứ không có đoạn diệt được phiền não. Nhưng mà pháp thiền có khả năng tịnh chỉ phiền não và đoạn diệt cả phiền não. Còn mà pháp tịnh á, thì là chỉ có tịnh chỉ phiền não thôi, chứ chưa có đoạn tận được các lậu hoặc, chưa có đoạn các phiền não. Cho nên ta cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, để mà ta tu tập tiếp để đoạn tận tất cả các lậu hoặc ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên người tu tịnh độ sớm sớm chiều chiều nguyện với Đức Phật A Di Đà: con tên họ là gì, pháp danh là gì,
nay con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống xin Đức Phật A Di Đà độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin hồi hướng phước báo công đức con về Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Ngưỡng mong Đức Phật A Di Đà, Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng ngọc hào quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu chúng ta niệm Nam mô A Di Phật hoặc là Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, gồm niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Phật. Có chuỗi cũng được, không có chuỗi cũng được. Chuỗi là phương tiện thôi, chứ không phải là có chuỗi thì chúng ta mới nhiếp tâm. Không có chuỗi chúng ta không có nhiếp tâm là không có đúng nha. Chuỗi là một phương tiện để chúng ta nhớ đến câu niệm Phật để niệm. Nhưng mà niệm Phật không phải là để tín niệm với Đức Phật, mà niệm Phật để chú tâm vào trong câu niệm Phật. Để chú tâm khi chúng ta định vào một nơi chốn rồi á, thì các cái tâm khác không có khởi lên. Còn mà chúng ta không định vào nơi chốn á, thì các tâm khác nó khởi lên. Còn khi chúng ta mà có định vào một nơi chốn á, thì tâm khác không có khởi lên. Đi ví dụ ha. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật. Mình thử đi. Có nhiều người nói là sao con niệm Phật mà tưởng nó khởi lên, tức là hình ảnh trong tâm khởi lên. Hoặc là con niệm Phật mà con nghĩ lung tung hết à. Có nhiều người nói là sao con niệm Phật mà sao, ví dụ như có cô Phật tử nói là sao con niệm Phật mà con tưởng tới Phật, sao con tưởng được mà sao mà cái hình ảnh của ông chồng con nổi lên trên cái tâm còn. À, quý vị, tại vì là chúng ta niệm mà chúng ta chú ý đến tưởng, niệm đừng chú ý đến tưởng, mà chú ý đến cái câu niệm Phật á. Ví dụ như A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Phật, miệng niệm lỗ tai nghe, mình chú ý đến câu niệm Phật, đừng có chú ý tới hình ảnh ở trong tâm của mình. Ví dụ chúng ta chú ý tới hình ảnh trong tâm thì cái hình ảnh nào gây ấn tượng nó sẽ nổi lên. Ví dụ như là thấy hình ảnh của ông chồng nổi lên, tức là ông chồng gây ấn tượng với mình, mình xóa không được. Cho nên có nhiều người muốn tu, muốn xóa hình ảnh của ông chồng đi. Cho nên có nhiều người hỏi thầy, thầy niệm Phật làm sao để xóa hình ảnh được của ký ức, niệm Phật làm sao để quên đi những chuyện buồn, niệm Phật làm sao để không còn nhớ người này nhớ người kia, vân vân. Thực ra trong một sát na tâm, chúng ta chỉ có chú ý được một đối tượng. Cho nên người ta niệm Phật chú ý đối tượng thì nó sẽ không có chú ý đến cái khác. Mà không chú ý đến cái khác thì người ta gọi là niệm Phật nhất tâm, chứ không phải là niệm Phật loạn tâm. Nên mình ngồi mình hạ thủ công phu niệm Phật, miệng niệm tai nghe từng tiếng một thì đó gọi là trì danh niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 nó gọi là trì danh niệm Phật. Tức là mình lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái danh hiệu của Đức Phật. Nhưng mà không phải lặp đi lặp lại để báo cáo với Đức Phật là con niệm nhiều niệm tới danh hiệu của Ngài, là không phải vậy. Mà mình niệm đây là lặp đi lặp lại liên tục để không còn cái kẽ hở cho phiền não nó xen vào. Khi chúng ta định tâm lên trên câu niệm Phật, tức là miệng niệm tai nghe cái phương pháp trì danh niệm Phật, miệng niệm tai nghe. Cho nên cái người mà miệng niệm tai nghe quý vị là không có nhớ ai nữa hết, và không có suy nghĩ gì hết. Quý vị về thử đi, miệng niệm ra tiếng lỗ tai mình nghe, đừng bỏ sót một cái tiếng nào, một từ nào hết. Ví dụ là Nam Mô A Di Đà Phật, chậm cũng được, nhanh cũng được. Nếu chúng ta niệm chậm mà mình định được tâm thì mình niệm chậm. Nếu chúng ta niệm nhanh định được tâm thì mình niệm nhanh. Mình thử cái nhanh hay chậm cái nào mình định được tâm. Chứ không có phải là nhanh là sai hay là chậm là sai cả, mà mình niệm tới danh hiệu của Đức Phật mình định được tâm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc làm ta Nam mô A Di Đà Phật, 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 đều được hết á, không sao hết. Có nghĩa là mình thử coi
cái tâm mình đó, mình niệm như thế nào mà dễ dàng định tâm mình, thì chúng ta theo cái phương pháp đó chúng ta niệm để nhất tâm, để nhập tâm. Tại Đức Phật dạy, Đức Phật A Di Đà ngài nói rằng nếu ai niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, sau khi xả thân ở tại thế gian này, mười phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn cái vị đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Cho nên cái người nào mà niệm đi đến nhất tâm bất loạn, nhất tâm là một lòng niệm Phật, bất loạn là không khởi phiền não. Cho nên không khởi phiền não bằng cách là chúng ta nghe từng câu niệm Phật một. Cho nên có nhiều người ta nghe thì tâm mình định được ở trong đó. Có những người á, người ta phải dùng mắt, ta nhìn vào tượng Phật, hình ảnh của Phật, người ta gọi là quán tượng niệm Phật. Ví dụ cái tượng Phật ở ngoài trước khoảng 1.5 m, nhìn Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mắt mình không rời, không rời, không rời cái tượng Phật, thì mình cũng định được tâm, người ta nói là quán tượng. Có những khi ban đêm chúng ta không thể nhìn vào cái hình ảnh đó được, mà tâm chúng ta tưởng về hình ảnh của Đức Phật, mà hình ảnh Đức Phật đó là hình ảnh nào mình đã nhìn thấy rồi, mình thấy cái hình ảnh đó mình kính quý, mến ưa. Cho nên mình hướng về cái tôn tượng ở trong tượng đài của chư Phật, chư Bồ Tát ở trong tâm của mình á, để mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mà tâm mình tưởng tới ngày, thì cái đó nó hơi khó để mình tập trung, nhưng mình tập từ 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 nó vẫn được. Như vậy các cái phương pháp mà mình làm cho định tâm nhờ cái câu niệm Phật á, mình làm cho định tâm á, thì khi mà chúng ta đi vào ở trong đời sống á, chúng ta niệm Phật có thể vào tam ma địa, có thể là niệm Phật đi vào ở trong chánh định. Cho nên á, quý vị niệm Phật không phải là khó, chỉ khó có một cái á, là chúng ta không có mật niệm được. Mật niệm có nghĩa là một lòng một dạ để chúng ta niệm Phật là khó đó. Tại sao? Tập quán nghiệp. Tập quán là gì? Là cái thói quen. Ví dụ người có thói quen lóc chóc tối ngày, người có thói quen á là không nói chuyện thì tối ngày không nói chuyện. Người nào có thói quen á làm biếng thì là không muốn làm gì hết. Cái người nào có thói quen ham ăn á thì ăn dữ dằn lắm. Cái người nào có thói quen á cãi lộn thì cãi lộn hoài, nghịch ý nghịch lòng hoài. Cái người nào á có thói quen sân si thì sân si hoài, vân vân. Nói chung là cái gì mà mình xài nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì đó nó trở nên thói quen. Nhưng mà mình á hồi nào giờ đâu có niệm Phật đâu, nên đâu có quen niệm Phật, quen cái khác. Trong một khoảng thời gian mình làm cái này thì không làm cái kia, cho nên chúng ta niệm Phật thì không làm cái khác, mà làm cái khác thì không niệm Phật. Mà thói quen là chúng ta làm cái khác, phóng tâm bởi mắt tai mũi lưỡi thân và ý, kết hợp với sáu trần là sắc là thanh là hương là vị là xúc là pháp, làm cho chúng ta móng tâm ra bên ngoài. Dầu cho niệm Phật nữa cũng không niệm Phật được tam ma địa, không có niệm Phật được chánh định, không niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Cho nên đó, người đó không có giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà được. Tại vì chưa có nhất tâm bất loạn. Cho nên người nào mà tu niệm Phật á, mà một lòng một dạ chí nguyện tu hành á quý vị, mà định tâm thường xuyên á, tuệ cũng phát sanh. Có một số người biết trước cái ngày mình ra đi về với Phật luôn á, mà có một số người á thì biết cũng chật lắc. Kỳ đó có ở dưới Bạc Liêu á, có cô đó cổ niệm Phật đâu chục, hơn chục năm mà. Cái cô thông báo hết mọi người là buổi sáng đó nha, cổ lên cổ niệm Phật, thì lúc đúng 2 giờ chiều Đức Phật A Di Đà từ Tây Phương là phóng hào quang trên cái đài sen đến rước cổ về Tây Phương Cực Lạc. Cổ thông báo bạn đạo hết trơn, rồi mấy ông đa ôm truyền miệng trầu ơi, đi coi cả ngàn người xung quanh nhà cổ. Nhà cổ cũng nhỏ lắm, nó không phải lớn, mà người ta lợi từ sáng sớm luôn, đói gần chết luôn, đâu ai đãi gì ăn đâu. Nước uống gì người ta bán bọc 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 đó, rồi có gì ăn nấy. Mấy bà bán khoai lang, bán bắp đồ lại bán trầu ở lại đó coi điện canh tới 2 giờ chiều coi lại cổ giảng sanh sao. Có tòa sen từ trên Tây Phương Cực Lạc, nguyên tòa sen bay xuống hay không, rước cổ không. Bắt đầu là ta coi dữ lắm, rồi mấy ông đa ôm đồn nữa chứ, đa đồn đó là bữa nay bà Sáu bà giảng sanh
Cho nên đó là quá trời luôn, nùm nộp khách cứng hết trơn á, mà nhà bãi bên sông đó chứ, bơi là đưa đò qua sông cứng hết. Bắt đầu là tới cái đầu sáng cũng tắm rửa sạch sẽ ha, dầu thơm có xịt lên, xịt lên ha, bắt đầu có lên có khai chuông khai mỏ, rồi cổ tụng kinh của niệm Phật. À, niệm Phật xong cái xuống uống nước là gì đó, không ăn bữa đó, cổ không ăn, uống nước rồi là tắm rửa sạch sẽ, xịt thêm lần dầu thơm nữa, mặc áo chàng mới chát vô. Bắt đầu cái giường cổ nằm đó là bông hoa người ta cắm sẵn ở trên xung quanh đó, bông đẹp lắm. Cổ lên cổ nằm có lần chuỗi, lúc đó là 1 giờ mấy rồi đó, có lần chuỗi là đúng 2 giờ, mà cổ nói là y chát mà là chiều đó 2 giờ là Phật rước, cho nên đó là cổ me me cỡ 1:30 là lên giường nằm rồi, là coi đồng hồ bắt đầu rồi cổ nằm đó, gác gói cao lên ha, rồi thun phức hết xung quanh, bắt đầu lên đây hộ niệm, vòng ra chắp tay hộ niệm đông lắm đó, bạn đạo rồi đó, đi chùa chung đó hộ niệm, rồi ngoài trước trong sân đen hết, đông dữ lắm, mình không ngờ là đông bao bọc xung quanh nhà luôn, nảnh ai cũng chắp tay chứ, người ta nhìn lên trời coi là tò sen xuống nước đó. Tại 2 giờ cổ tuyên bố là thẳng thừng luôn mà thầy lúc đó thì cũng có đi nữa, thầy không có dám tới gần sợ nó đè dẹp lép. Lúc đó là mình cũng yếu không có mạnh, cho nên nó đứng xa mình cũng coi tòa sen ra làm sao, nào giờ cũng đâu biết tòa sen làm sao. Muốn coi tòa sen làm sao, cái 2 giờ cũng niệm nó im ru không thấy tòa sen gì, bả cũng thở cũng bình thường tỉnh bơ á. Rồi qua 3 giờ không thấy rước luôn, rồi cũng cứ niệm tới là 4 giờ không thấy rước luôn, bả cũng tỉnh bơ vậy đó, không. Rồi tới 5 giờ trời gần lặn rồi, 5 giờ năm mấy trời lặn đầu ta về bớt, ta về từ từ tới 6-7 giờ tối không thấy tòa sen xuống nước, mà cổ từ sáng tới chiều cổ không ăn gì hết trơn á, cổ đói bụng quá, là tụi bay ơi nấu nó cho tao tô mì cho tao, đói bụng quá tại vì cổ để vậy cho cái thân nó thanh tịnh á, uống nước không mà cho nó sạch. Từ chiều bữa trước là chỗ uống nước rồi, để nó tống qua ra ruột rồi ra, đừng lên tòa sen cho thanh tịnh, đừng bay đồ chứ. Cho đến là sáng đêm trước cổ đâu có ăn, rồi sáng ngày từ đó cho tới là cỡ 5-6 giờ chiều là không ăn miếng, tòa uống nước không, cho sạch ruột ra cho nó thanh tịnh, xịt dầu thơm rồi quá trời luôn, rồi người ta về hết trơn luôn, cuối cùng có ai rước gì đâu. Rồi sau cùng mới hỏi cổ là lý do sao mà cô lại tuyên bố là giờ đó, ngày đó, tháng đó mà đúng giờ luôn vậy. Rước cổ là cổ nằm chim bao 3 đêm liền, y điềm chim bao là Phật, nó là Phật xuống rước đúng, ai về cổ nằm chim bao, chứ không phải là cổ có thần lực để cổ biết. Sau cùng mình hỏi á, hỏi tại sao cô lại tuyên bố vậy, cổ là cổ nằm chim bao 3 đêm y chát nằm chim bao là ngay trong ngày đó tháng đó là Phật rước, là chim bao ở đồng tinh, hiểu không? Mà cô lai sao mà 3 đêm liền cổ nằm chim bao là y chát nằm chim bao là ngày đúng 2 giờ chiều ngày đó đó rước gì không biết. Mà trời ơi, mấy đứa con của cổ nó khóc. Nó khóc không phải là vì bà chết, mà nó khóc vì á là cái nhà bà là trồng mía mà mía gần mía nó lên giữa đường rồi, chưa có đốn bán thôi, ở nhà cổ cũng nghèo, nhờ bán mấy công mía đó mới có tiền mà xây sở. Đằng này nó đứng nó dậm nát bấy mía chân, nói chung là mía mà nó dậm mà tới nát còi xuống hết xung quanh, chân bán chát ai nữa. Trời ơi, mấy đứa con khóc quá trời, đâu tính đâu là khóc là đưa tiễn cổ, ai nhà nó khóc là chỗ người ta đạp mía, đạp banh hết trơn mấy cái vườn mía, mấy công mía của nhỏ đạp còn miếng nào chứ đền ai giờ. Mấy vị lại coi mẹ nó giảng sanh mà đền ai giờ. Rồi cuối cùng banh cái dòng mía con nhỏ chân năm đó thiếu nợ gần chết luôn, cũng nặng thấy giảng sanh chứ. Là trời ơi, thôi mình có thần lực thần thông cái gì biết trước thì còn thông báo cáo bạch thiên hạ, còn đằng này nằm chim bao mà cũng báo cáo giảng sanh đó, liều ngoạn quá trời, nằm giường tính đâu mà lúc đó mà mới đi tốt cái một là chắc là ngon rồi nghe, nó là đúng rồi nghe, biết trước ngày chết ai nhà đâu. Nó tới giờ không đi vậy trơn, tỉnh bơ luôn, 5 giờ mấy chiều đói bụng chịu hết thấu, về nấu tàu tô mì tao chịu hết nổi rồi, đâu có giảng sanh đâu.
Nè quý vị, cho nên á, quý vị tính giảng sanh á, là tòa sen từ ở Tây Phương Cực Lạc xuống rước là không phải. Mà người ta chết bình thường, cái thần thức á, mới được biết Phật rước, phóng quang. Cái chủ đời U Minh Cà Mau, ổng có cái am ổng tu. Cái giữa cái am ổng á, ổng xây cái tòa sen bự á, cả bự hơn mét nữa, về đường kính á. Ổng tụng kinh, ổng lên đó ổng tụng á. Là trời ơi, sao Phật mới ngồi tòa sen, sao mà chú mới xây cái tòa sen lên đó tụng kinh. Ổng là thầy ơi thầy, con tu tịnh độ. Ở tu tịnh độ làm sao xây tòa sen? Ổng là tu tịnh độ có phải là Phật rước không? Mà Phật rước là phải là Phật là phóng cái tòa sen xuống rước không? Nó đúng vậy. Là phóng tòa sen xuống rước mà mình không xây tòa sen, mình ngồi trước để mình thử trước á, mai mốt rước mình đâu có ngồi không vững, gũi bay lên trên hư không té sao? Cho nên là ổng phải xây cái tòa sen trước, đừng ông ngồi trước vậy đó. Để mai mốt mà Phật xuống rước là ổng ngồi cho nó không có té. Đúng lên trời ơi, ta la nếu mà có bay xuống rước ông, người ta cũng có xích beo à, chứ tòa sen phải có dây là xích beo rồi lại chứ, ở đâu mà tòa sen mà bay giữa chừng mà rớt đất. Ông ta nghĩ cái tòa sen giống như chiếc máy bay, như là chiếc đĩa bay đâu phải. Không có gì. Nghĩ chiếc đĩa bay bay xuống rước lên đâu có vậy. Mà đây á là cái sen này á là ta nói tượng trưng của tâm. Tâm của mình á là trong sạch như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sống ở trong thế mà không nhiễm thế, sống ở trong thế mà không có giận hờn sân si với thế gian. Thì đó là cái tâm sen, tâm an tịnh, tâm sen. Nên ta gọi là tòa sen, là tòa sen vậy, chứ không có cái tòa sen thiệt đâu. Quý vị có cái sen thiệt mình lên mình dẫm nát, hồi banh cái tòa sen của người ta à. Hiểu không? Tòa sen đây đang nói tới tượng trưng về sự trong sạch của tâm mình ở trong thế gian ô nhiễm. Giống hệt như sen ở trong bùn mà không có nhiễm bùn. Mình sống ở trong thế mà không có nhiễm bụi trần, có nghĩa là không có mến ưa, không có ghiền đâu đó ở tại thế gian, thì người đó không có nhiễm. Còn người nào ghiền cái gì, ham cái gì, thích cái gì là nhiễm cái đó. Nhiễm nghĩa là gì đó? Thế gian này nè, mình ham cái gì, mình thích cái gì, mình ghiền cái gì. Ghiền là nặng nhất. Ham thích thì còn nhẹ, mà ghiền bắt đầu nặng, ghiền bỏ không được. Ham coi gì chứ cũng có thể bỏ được, thích coi gì chứ mà bỏ bắt đầu khó rồi đó. Nhưng mà ghiền là không thể bỏ được luôn. Cho nên đó quý vị, để cho mình ghiền cái gì rồi khó bỏ dữ dằn lắm. Nên ngày xưa thầy học Bách Khoa có một bạn học ở dưới Bạc Liêu á, mới về nhà ghé nhà ông bạn đó chơi, mới gặp ba của ông. Mấy bạn đang ngồi uống nước nè, ba của cái bạn học á đi ra, ổng nó vào ổng xong. Ổng là mấy con đó nghe. Học hành sinh viên, học hành. Là chú nói là gì? Cái này là phải ghi lòng tạc dạ nghe. Dạ. Là đừng có bao giờ hút thuốc và tập hút thuốc. Tập cũng không được nữa. Hút cũng không được, nó hút thuốc hại sức khỏe dữ dằn lắm. Hút thuốc nó ghiền rồi á là hại sức khỏe dữ dằn lắm. Các con đừng có bao giờ tập hút thuốc. Cái mình cũng dạ, dạ. Ông mới nói tiếp. Đó là nếu mà đứa nào mà lỡ có hút thuốc rồi thì đừng có bao giờ bỏ thuốc. Là, ủa sao nãy ông nói sao thấy trước với cái sau sao nó chẹo chẹo ta. Hồi nãy ông nói là đứa đừng có bao giờ học hút thuốc, tập hút thuốc. Ông nói gì mình dạ dạ trên. Ông nói là nếu đứa nào mà lỡ hút thuốc rồi đừng bao giờ bỏ. Là, ủa sao ông nói kỳ ta. Cái mình mới hỏi lại, hỏi chú sao mà lỡ hút thuốc rồi sao không bỏ. Ông là bỏ có được đâu bỏ. Tao nè mấy chục năm nè bỏ gần chết cũng bỏ không được nè. Ông là đứa nào hút thuốc mà ghiền rồi đừng có bỏ. Tại vì bỏ đâu có được đâu bỏ. Có nghĩa là đang nói tới cái gì, cái ghiền á là nó khó bỏ lắm. Cho thế gian này nào mà mình lặp đi lặp lại một vấn đề mình ham thích cho nó ghiền rồi đó, mình bỏ không có được. Mà mình bỏ cái gì không được, mình ghiền cái gì mình bị nô lệ cái đó. Mình thích cái gì mình nô lệ với cái đó. Mình ham cái gì mình nô lệ với cái đó. Mà nô lệ có người nào sướng không? Có người nào làm nô lệ người ta sướng không? Làm chủ mới sướng chứ đúng không? Như mình thích cái gì mình nô lệ với cái đó. Mình ham gì mình thích là mình nô lệ với cái đó. Mình ghiền cái gì là nô lệ với cái đó. Mà nô lệ là đau khổ chắc rồi. Không? Cho nên đừng có thích, đừng ham, đừng ghiền cái gì hết. Thì mình không có đau khổ với cái gì hết.
Nên người nào mà nói khổ là người đó có thích, có mê, có ham, có muốn, có ghiền, là người đó sẽ đau khổ. Cái ghiền lớn chừng nào thì đau khổ nhiều chừng đó. Còn người nào mà không ham, không thích, không muốn, không ưa, không mê, không ghiền, người đó không có miếng nào đau khổ hết. Nên mình sống ở ta bà này nè, ta mới dùng pháp của Phật, ta quán chiếu không có gì đáng để mà chúng ta mến, ta ưa, thì người đó mới xa lánh, từ từ trí tuệ nó phát sanh, chánh chi kiến, ta mới thấy được điều đó. Và cái pháp thiền á quý vị, pháp thiền đây á là thiền tông hoặc là pháp môn. Thiền có hai loại, đó là thiền quán và thiền định. Thiền quán có nghĩa là chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Còn đi đứng nằm ngồi thì chánh niệm tỉnh giác là chúng ta quán những cái gì nó đang diễn ra trên thân và tâm của mình. Mà mình lấy cái tâm của mình quán về chính mình thì mình không có bị phiền não. Còn lấy tâm của mình mà mình quán xét soi của người ta thì là mình bị phiền não. Cho nên cái gì mà mình quán về chính mình thì mình không có bị phiền não. Do đó mà quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp làm gì biết đó. Quán thân trên thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Mình làm gì biết đó. Cho nên trong kinh á, Đức Phật dạy đi rõ biết đi, đứng rõ biết đứng, nằm rõ biết nằm, ngồi rõ biết ngồi. Tức là đi, đứng, nằm, ngồi, tâm chúng ta đều rõ biết. Tức là thấy biết rõ ràng xét soi, quay về biết chính mình, thì người ta gọi là hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu nghĩa là quay cái biết về biết chính mình, đó là thiền quán. Đó nghĩa là mình không có can thiệp gì hết. Cái gì nó xảy ra biết cái đó, suy nghĩ gì biết suy nghĩ đó, tưởng gì biết tưởng đó, tâm gì biết tâm đó. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, rõ biết. Đó là thiền quán. Thiền quán từ từ trí tuệ sanh ra. Mà có trí tuệ sanh thì vô minh diệt, phiền não diệt. Vô minh diệt, phiền não diệt á thì đau khổ diệt. Mà đau khổ diệt á thì là chúng ta được an vui rồi. Cái thứ hai nữa, tu thiền định. Tu thiền định tức là mình dùng một cái phương pháp để mình gom tâm về một chỗ. Mà tâm gom về một chỗ thì có sức mạnh của tâm, nó có thể đoạn diệt được tất cả các phiền não đều do cái sức mạnh đó mà ra đó. Ví dụ như chúng ta định được tâm ở cấp độ định nào, cấp độ của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay cấp độ không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ, chúng ta đang ở cấp độ nào. Ví dụ như là mình đang ở cấp độ càng sâu chừng nào, định càng sâu chừng nào thì tâm nó lặng yên chừng đó. Mà tâm lặng yên chừng nào thì trí tuệ phát sanh nhiều chừng đó. Ví dụ như một cái ly nước mà chúng ta để cặn cáo tùm lum vật thể trong ly thì chúng ta không thể nào nhìn thấy đáy, tại vì cái ly nó vẫn đục. Cái tâm mình cũng vậy. Nếu tâm mình nhiều tâm giận hờn, sân si, ghét ghen ở trong thì tâm mình nó bị đục, bị vô minh. Cho nên những ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình là bị sai lầm hết. Mình muốn an vui nhưng lời nói, ý nghĩ, việc làm của mình làm cho chúng ta không được an vui, đó gọi là sai lầm. Tại vì trong lòng của mình, trong tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng muốn mình thật sự an vui, nhưng lời nói, việc làm của mình nó không có làm cho mình được an vui gì hết. Như vậy thì cái đó người ta nói là mình làm sai đó. Sai gì? Sai với cái tâm nguyện của mình, sai với cái ước mong của mình, sai với ước muốn của mình. Ước muốn của mình là muốn được an vui, muốn được hạnh phúc. Nhưng mà chính lời nói, việc làm, ý nghĩ của mình không đem lại an vui, hạnh phúc, mà còn ngược lại đem đến đau khổ nữa, thì cái đó người ta gọi là sai. Sai với cái gì? Sai với ước muốn của mình. Tất cả mọi người ai cũng muốn an vui hạnh phúc, nhưng mà khi chúng ta làm ra một cái nghiệp ác, kết quả nghiệp ác nó làm ta đau khổ, như vậy thì những cái đó làm ta gọi là làm sai. Sai với tâm nguyện của mình. Còn ví dụ như chúng ta đang tu tập mà chúng ta áp dụng cái cách thức đó tu mà không phải là Phật dạy thì chúng ta tu sai pháp của Phật. Còn chúng ta làm cái đó để mong mỗi mình được bình an, được an vui, được hạnh phúc, nhưng mà chúng ta làm cái đó nó ngược lại, nó đem đến đau khổ cho mình, thì chính cái việc làm của chúng ta đó là làm sai.
ta gọi đó là mình làm sai. Nên người ở trong si mê, trong tâm ác thì họ làm sai hết, là họ sau này họ đau khổ dữ dằn lắm, là tại vì họ làm sai. Cho nên á, chúng ta học pháp của Phật để làm đúng ngược và lại, thì người ta mới gọi là từ chánh chi kiến mà làm thì nó đúng ngược và lại. Đúng cái gì? Đúng với tâm nguyện của mình. Tâm nguyện của tất cả mọi người đều muốn an vui hạnh phúc hết, không có ai mà muốn mình đau khổ chứ. Ta sợ đau khổ gần chết. Nhưng mà chính cái việc làm lời nói của mình gây nghiệp làm cho mình đau khổ. Nó thấy nó sai chưa? Nó sai theo cái tâm nguyện của mình. Cho nên Đức Phật thấy mình tâm nguyện vậy mà mình làm vậy nó bị sai rồi, không đúng tâm nguyện mình. Nên Đức Phật xuống thế gian này, khi con làm đây nè nó mới đúng nè. Đó là pháp Phật dạy đó, cái gọi là chánh pháp. Chánh là chân chánh, là đúng đắn á. Chứ chánh là samma, là đúng đắn. Cho nên mình làm đúng đắn gì? Đúng với mong muốn của mình. Mình muốn được an vui phải không? Vậy thì làm như kiểu cũ không được an vui đâu. Luân hồi sanh tử đau khổ không an vui đâu. Làm theo Phật dạy nè, vì đây mới được an vui nè. Ví dụ là có giới nè, có định nè, có tuệ nè, đây mới được an vui nè. Thấy không? À, có tu thiền quán, có tu thiền định mới được an vui nè. Có định tâm mới được an vui, có xả bỏ được an vui, có từ, có bi, có hỷ, có xả mới được an vui nè. Ví dụ như vậy đó. Thì Đức Phật dạy từng cách, từng cách, từng kiểu, từng kiểu. Để cuối cùng là chúng ta sẽ được an vui ở trên cái tâm của mình khi mà chúng ta đối diện trước cuộc đời này, do cái làm của mình, do cái nghĩ của mình, do cái nói của mình tạo thành một cái dòng nghiệp. Và chính nghiệp này nó sẽ làm cho mình được an vui. Cho nên đó, quý vị dẫu tu thiền, tu tịnh hay là tu mật, thì không có pháp nào là cao siêu nhất cả, mà pháp nào Đức Phật dạy đều là cao siêu hết. Mà mọi người đều có nhân duyên khác nhau. Người nào áp dụng pháp đó đi cuối con đường, đi đến giác ngộ giải thoát thì trở nên cao siêu vậy thôi. Mình cao siêu thì pháp đưa mình đến cao siêu là pháp cao siêu. Còn bây giờ mình nói pháp cao siêu mà mình tu không có đạt được gì hết trơn thì cái đó gọi là cao siêu, ai tin đó là cao siêu, đúng không? Mình nói ồ chỗ này cao siêu lắm, là thấy ông tu ông không đạt được gì, chứ ông tu mà ông vẫn giận hờn sân si ghét ghen tu mà ông vẫn phàm phu tục tử, ông nói pháp cao siêu ai tin, hiểu không? Còn bây giờ nói cái pháp này không có cao siêu gì hết, nhưng mà ta áp dụng vô người ta không còn đau khổ nữa, ta áp dụng vô người ta được bình an, ta áp dụng vô người ta chuyển phàm sang thánh, thì cái người thánh đó là cao siêu, thì cái pháp mà họ áp dụng thì cũng trở nên pháp cao siêu. Mà pháp cao siêu chỉ là pháp Đức Phật dạy thôi à, tại vì Đức Phật mới biết cái phương pháp đó, còn tất cả chúng sanh đều không biết cái phương pháp đoạn diệt đau khổ, không biết cái phương pháp làm cho chúng sanh được an vui hạnh phúc ở trong đời. Chỉ có pháp của Phật dạy mới là chánh pháp, còn tất cả các vị khác dạy đều không phải chánh pháp. Nhưng mà ngày nay quý thầy dạy thì sao? Quý thầy dạy thì dạy đúng trong kinh thì trở thành chánh pháp. Tại quý thầy dạy theo kinh Phật chứ đâu phải quý dạy thầy dạy theo ý của quý thầy đâu. Cho nên người nào học nhiều kinh chừng nào, thực tập nhiều chừng nào, nghiên cứu nhiều chừng nào thì dạy gần giống kinh nhiều chừng đó. Còn người nào không học hành gì hết, tự mình suy nghĩ mà dạy thì dĩ nhiên sai lời dạy trong kinh Phật nhiều lắm. Cho nên đó là mình tu trong nhà Phật phải học là gì chứ. Chứ thật ra tu cũng không cần học vậy, chứ biết được pháp tu là đắc hết à. Nhưng mà do ta muốn biết chính xác để ta tu, do biết chính xác để người ta độ sanh, cho nên ta phải học nhiều nhiều nhiều, nhiều khi học tới tiến sĩ nghiên cứu sinh rồi luôn. Quý vị chứ không phải học để ranh đua với đời, mà học để hiểu biết cho nó đúng với lời Đức Phật dạy. Đúng chừng nào thì mình áp dụng tu đúng đó, và mình chỉ người ta đúng đó, thì mới hoàn thành sứ mạng của mình. Chứ còn á, là chúng ta chỉ người ta chết quớt, mình tu chết quớt thì cũng như không. Vì học pháp chi nữa, tự mình nghĩ ra cho rồi, mà tự mình nghĩ ra biết đường xá đâu nghĩ. Cho nên phải học pháp của Phật. Thì hết giờ chúng ta nghĩ, rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta là giả danh lừa đảo quý vị Phật tử mà thôi. Nếu gặp trường hợp quý vị thiệt hại gì tài chính, tiền bạc, hãy báo với cơ quan chức năng. Nếu muốn hiểu rõ thêm thì hãy liên hệ với phòng trong phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến phần quà yêu thương cho mọi người. Rất là tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa như là Phật điện,
phòng thuốc Nam Thiện Pháp. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin mời quý vị tòi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về cơm tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.